Còn một câu hỏi bên này. À, thế được thôi, thêm được cũng được. Bạch thầy, hồi nãy con nghe thầy nói tới một nhóm từ A-la-hớn, Tu-đà-quờn, A-la-hàm. Và chúng con cũng thường hay nghe tới cái câu này Rồi rất là là nhiều, là phàm gọi là sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vậy thì cái nhóm từ đó nó có dính dáng gì cái câu đó hay không ạ? Vậy là sao hả thầy? Cảm ơn thầy. Cái đó cũng hay đó, câu hỏi cũng hay đó. Tức là nếu người nào mà cho rằng là có cái mình nói là đúng ra cái chữ quả đó, chữ quả là gì, chữ đào và quả đó, là mình ít ít hiểu cái từ đó lắm. Chữ đào quả là gì? Đào tức là cái tâm thấy ra sự thật, cái gọi là đào. Thấy ra sự thật. Và vì thấy ra sự thật cho nên đó, trong sự thật nó có hai sự thật. Một sự thật là phiền não khổ đau. Đó là sự thật là tập đế khổ đế đó. Và một sự thật là diệt đế. Là niết bàn. Đó. Cho nên đó, cái người mà gọi là chứng ngộ đạo quả, thực ra là thấy ra được đâu là cái nguyên nhân phát sinh ra phiền não khổ đau. Và vì thấy ra được cho nên đó, cũng giống như là cái sợi dây mà lúc đầu mình tưởng là con rắn, bây giờ mình thấy ra được con rắn là ảo, không phải là thật, tức là thấy ra được cái luân hồi sinh tử đó. Và đồng thời trả cái ảo tưởng mà con rắn nó lại cho sợi dây đúng như nó là. Tức là không còn khởi lên lo lắng phiền não liền gì, bỏ hết tôi hết, thì cái đó gọi là đào quả. Như vậy cái đào và quả không phải là cái mà mình tạo ra để mình đạt được. Nếu người nào mà nghĩ rằng là mình tạo ra được tu đà hoàng tư đà hàm a na hàm đa na hán để mà đạt được á, thì cái đó là tham phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái đó là sai. Cái đó không đúng. À, mà hồi nãy thầy có nói rồi. Bây giờ cái người đó, ví dụ như mình nhìn một người ấy, một vật, mà mình có 10 cái ảo tượng. Dạ, nói như vậy cho dễ hiểu. Còn sau này các việc đi sâu vào thì tự động sẽ thấy ra. Nhưng mà bây giờ thầy nói cho nó dễ hiểu. Có 10 cái ảo tượng trói buộc làm cho thầy không thấy được cái hoa này đúng như nó là. Thì bây giờ thế này, nếu thầy bỏ được ba cái ảo tưởng, bỏ bớt được ba ảo tưởng, thì thầy thầy tự do ra được, tự do ra khỏi được ba cái ảo tưởng đó, trói buộc đó, thì lúc đó đó, dạ bây giờ mình dạ thế này, thì lúc đó gọi là tu đà hoàng. Rồi á, bỏ được 3,5 cái trói buộc thì lúc đó gọi là tu đạo hoàng tư đà hàm. Rồi á, bỏ được 5 cái trói buộc thì gọi là a la hàm, và bỏ hết 10 cái trói buộc là a la hán. Vậy thì a la hán là gì? A la hán là thấy ra sự thật một cách hoàn toàn. Chứ không phải là một cái đắc cái gì cả, không phải địa về gì cả, mà là buông tất cả những trói buộc đó đi. Mà chính những trói buộc này này mới là phàm sở hữu tướng. Đó. Cái trói buộc đó chính là tướng. Thí dụ thầy nói cái này đẹp. Đó. Cái này xấu. Đó là hai trói buộc rồi nè. À, thí dụ như vậy. À. Thì bây giờ bỏ đi. Thì lúc đó mình mới trả nó lại cho nó như nó là. Thì thật ra đó chính là Niết Bàn đó. Chứ không phải là cái gì khác. Giờ khi thầy thấy cái hoa này. Khi thầy thấy cái hoa này mà thầy thích, thấy ghét, cho là đẹp hay xấu, tức là
Tâm thầy là tâm dục giới. Đó. Hôm nay lúc là gọi là tâm dục giới. Bây giờ thầy nhìn cái hoa này và định tâm vào cái màu vàng này, tức là đề mục màu vàng, đề mục định màu vàng, thì đó là sắc giới. Tức là lúc đó mắt thầy không còn thấy dục giới nữa, mà là thấy sắc giới. Nó ban đầu thì thấy là dục giới, bây giờ là thấy sắc giới. Rồi bây giờ thầy thấy là không có gì cả. Tức là tâm thầy thấy là không có gì cả. Nó không có dính dáng gì mình, không có ăn thua gì cả. Thì lúc đó là tâm thầy là tâm vô sắc giới. Nhưng bây giờ đó, thầy bỏ hết, thầy loại được cái khái sắc giới, vô sắc giới này cả, trả lại cái hoa nó như nó đang là. Thầy không còn tượng là, cho là, phải là gì hết trơn nữa. Trả lại nó như nó đang là, thì đó chính là Niết Bàn. Chẳng phải Niết Bàn là ở đâu mà, đâu đâu rồi mình tới đó, rồi mình đắc, rồi mình tới, mình đạt được đâu á. Chính cái hoa này là Niết Bàn này, chính cái hoa này là dục giới, chính cái hoa này là sắc giới, chính cái hoa này là vô sắc giới. Đó là điều do tâm của mình tạo ra cả. Nhưng mà tâm đó là tâm gì? Tâm đó chính là cái tưởng, cái ảo tưởng. Cho nên thầy mới nói là một là thấy nó như nó là. Đó là quả đó. Đó là đắc quả đó. Còn thầy tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, thì lúc đó là luân hồi sinh tử. Thì Niết Bàn cũng đó, mà luân hồi sinh tử cũng đó, chứ không phải là ở đâu khác. Và khi mà mình cho đó là thế này, cho nó là thế kia, thì mới là có tướng. Bây giờ mình đã bỏ hết tất cả tướng nó đi, cho nên mới lại gọi là A-la-hán. Thì lúc đó A-la-hán chính là không còn tướng nào cả. Mà không còn tướng nào cả thì đâu có hư hoại. Đó. Bây giờ hết giờ. Đúng rồi đó. À, hồi hướng thì hồi hướng. Bây giờ thầy đọc một bài kinh phúc chúc cho các Phật tử. Phavatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba buddha nupavena sada sotthi bhavantu te. Phavatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba dhamma nupavena sada sotthi bhavantu te. Phavatu sabba mangalang rakhandu sabba devata Sambha Sankhanu Pavena Sada Sothi Pavantu Te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Xa thủ lành thay. Rồi hồi hướng đi. Thứ không mưa địa cầu thương ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tranh khỏi phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu,
chú hành tinh tăng ngõ hầu sanh, xa thú lành thai.